What's going on, everybody? We're going fishing today. Nay mình câu đi câu cá red snapper các bạn ơi. Nay mình đi câu cá red snapper. Bây giờ mình đang chuẩn bị đổ xăng rồi bắt đầu mình mới bỏ tàu xuống. Nay đi có đây này, đây mấy người đi. Mình là tàu luôn. Năm thì có 10 lần à. Mr. T nè, rồi Captain Bá nè. Vui nè, rồi anh Hùng nè. Năm chạy được bao nhiêu lần? Hello, we go fishing again. Năm chạy được bao nhiêu lần? Mười lần là nhiều thôi. Lên YouTube luôn rồi đi câu cá, đi câu cá mà sẽ xăng giá nó cao quá à. Có anh không biết có website à? Có website á. Website nào? Dân câu cá à? Fishing. Okay. Ok, bây giờ mình đang đổ xăng thôi, chứ còn chút nữa mình mới bỏ tàu xuống mới chạy ra. Ok, bây giờ mình mới bỏ tàu xuống, bây giờ mình chắc đi chạy đi ra câu cá mồi, rồi mới câu có cá lớn được, muốn câu cá lớn phải có mồi, good mồi. Đây đây Mr. T giờ mới xuống này. Mr. T này, anh Huy này. Anh Châu. Anh Châu rồi anh Hùng nè, rồi mấy Big Daddy. Ok, giờ mình chờ Captain xuống nữa, mình chạy thôi. Giờ hy vọng là hopefully we catch a lot of fish, a lot of red snapper. Ok, hôm nay là July 4 weekend. Hôm nay Chủ nhật rồi, ngày mai mới July 4. Nhưng mà hôm nay mình get early start. Hôm nay mình đi câu red snapper. Hy vọng có cá king. Maybe có cá king. Yeah, này chút. Ok, Captain Bá xuống rồi, hôm nay mình đi câu đây. Giờ mình phải ra ngoài kia câu cá mồi trước, rồi bắt đầu mới chạy ra. Chắc mình câu, maybe try câu cá king, rồi nếu mà không có cá king mình chạy ra red snapper. Giờ đi câu cá mồi đây, Câu cá hồi. Rồi. Đây toàn là bá quan văn võ không à, toàn là thứ dữ không, cao thủ không à. Mà cao thủ hôm nay mà câu không có cá nữa thôi rồi về chắc nó dập nghề nữa. À, cao thủ phải nói với các tình bá. Phải nói năng nỉ các bá, câu từ từ để cho em cho mọi người câu với. Mình biết bị cạn phải không? Ơi bây giờ mình chạy đây, bây giờ bắt đầu mình chạy ra câu cá mồi, có cá mồi mới có cá to. Gonna try get some live bait. You have live bait, you get big fish. It's a beautiful day. Okay, mình chạy thò đang bỏ gì, câu sần gì. Câu sần đấy. Yeah. Đúng rồi, chạy vào trong kia chứ, đây ngay chỗ nãy đó, chỗ ấy ra đó. Mr. Hùng and Captain Bá. Captain Bá. Where are we going today, Captain Bá? Còn chưa gì đó, vô chỗ luôn rồi, sao không có cá được. Trai quá, cá đúng không? Giờ bắt đầu chạy đây. Mới chạy tới giàn khoan, giờ mình câu cá mồi nãy giờ. Đây cái giàn khoan này. Khoan lớn mà. Giống như dây chuyền vậy đó hả? Khoan này. Đó, giờ đang câu cá mồi.
Chưa có mùi. I'm catching bait right now. You want to catch big fish? You gotta have good bait. So we're trying to catch bait right now. Right, you want to catch bait? Over here at the rig. That's where the bait is. Ok, bây giờ mình câu cá mồi xong rồi, cũng được đâu 60-70 con cá mồi á. Quay cá mồi hả? Có quay có chút à, tại vì đang busy câu cá mồi không có quay được. Là bây giờ mình câu xong rồi, bắt đầu có quay. Bây giờ mình chạy đi câu cá thu hay là cá hồng thôi. Nãy giờ câu cá mồi cũng có hết nửa tiếng rồi. Bây giờ mình đi câu cá thu hay cá hồng thôi. Tùy theo captain muốn chạy đâu chạy. Mấy con có cá được rồi. Rồi, mình tới chỗ câu cá thu rồi. Anh câu đây chắc chút xíu 10-15 phút không có rồi mới chạy ra cá hồng. Thì mới bị lửa tiếng tùy theo, nếu có cá thì câu đủ số ở đây luôn rồi mới chạy ra ngoài câu cá hồng. Bây giờ câu cá thu trước đó rồi tính sau. Đây có mấy cao thủ, đây là cao thủ toàn là thứ dữ không à, câu cá mà hôm nay mà câu không có cá nữa thôi à. Biết về câu cái gì nữa. Về câu cá bò. Về câu cá bớt. Về câu cần lớn mà câu không có cá về chỉ có xài đi cần nhỏ thôi. Cá bớt. Cần cá nhỏ thôi chứ. Cá bóp chứ mà cá bóp. Mấy gì mà nó nhỏ vậy? Đồ, bỏ đi cái này câu, để câu cái mồi mày bà đó. Ồ vậy à. Mẹ cá thu mới chiều cái này. Ờ cá thu. Ê chở qua cái này, cái thu kéo vô coi. Anh mày. Nói mày anh thử coi, tao mày biết rồi. Kéo nào, biết liền à. Cái cần em đâu có cần đâu. Có cái cần này của ai đây? Của cô bá luôn à. Bỏ lên trên đi để thấy cô bá câu giờ. Móc câu thử cá sống hay tôm sống hay gì đó. Có móc hồi cá rồi. Kéo đi. Con tôm thử rồi đó. Không, em câu cá hố. Sẽ câu tôm. Tôm. Ai câu tôm, cô ai câu cá hố câu. Các bạn ơi, mình tới chạy chỗ câu, mới thả câu đây. Anh Thọ hút cấp rồi. Cái cá gì đây? Chắc cá đỏ quá. Má làm ở đường chạy nha, hình như cái cước của Thọ ngay motor. Đâu sao đâu. Cứ quay đi. Ồ, con này bự lắm á. Big fish. Big red snapper, coi mặt coi đẹp trai không? Yeah. Ồ, quay cá mà tới méo mặt luôn. Với thầy thứ này. Đây là lúc vui nhất đây. Sung sướng nhất là chỉ có như đây. Hôm nay quý vị coi video của anh Nhơn đây quay cuộc vui của chúng tôi. Rồi hôm nay mà câu bắt không được con này nữa thôi về chắc là tức. Câu dính vào nhau rồi. Câu nào? Hùi. Con hùi à? Hùi dính vào nhau à? Nếu quý vị thích là nhớ làm ơn đăng ký nha. Cháu này chạy qua đó. Cái đây cái cần này này. Ông này hôm nay em cứ thả dây. Tôi thả câu mà tôi quăng ra rồi ngoài mà cái nó trôi chứ. Thì đó. Chứ không lẽ bây giờ ai quản lý nó được thì anh em để quay cái này này có nó con cá thấy đây thấy mặt mũi chưa thấy trắng rồi mà thấy trắng rồi đó thấy xanh nữa mà không phải rồi trắng như vậy chứ không phải red snapper được quá red mà đừng nói short nghe short nãy giờ anh kéo mà đâu có lên nổi đâu mà short là khỏi kéo luôn đấy mà kéo gì red snapper big red snapper đưa qua này kỳ quái rồi. Vướng. Đâu. Được không? Qua được không? Rồi đi qua bên kia. Rồi ok. Rồi quay lên đi. Quét nó vào rồi. Ồ, sốt. Ồ, cá mập.
quá trời. Mày cơ mà. Câu chỉ ra một cái thôi. Cái thùng cá. Cá gì đây thùng ơi? Rồi. Cá gì đây? Cá đỏ chứ không phải cá hồng. Cá đỏ hay là cá trắng? Cá đỏ. Vậy à. Thấy rồi, thấy rồi. Ôi yeah, cá đỏ to quá. Cái này sao giống mangrove vậy? đỏ, đỏ to quá. Rồi, con này như con này như undersize sao à? Không mất được. Ngày đó là không cả mất được đó. Lấy gì lên hả? Tay cầm tay quăng lên thôi. Thôi. Tay á, đây đây cầm quay phim nữa này. Hả? Cầm tôi lên. Cầm phim gì nữa? Đó, đưa lên cao lên. Đưa lên cao cái coi. Coi nhìn coi có đẹp trai không mà. Coi cái đỏ, coi cái đỏ đẹp trai hay anh đẹp trai. Ừ, cả hai đều đẹp hết thôi. Ồ, cả nó xuống đâu cái đó báo đời. Ồ, này bự quá này. Nè, chứ nụm câu được con cá red snapper, con này chắc 10 pound, mười mấy pound á. Big red snapper. Ồ, con này. Hỏi nó con này như nó nói chuyện được á. Hỏi nó coi nó biết nói không. Hi, how are you? Ồ, nó nói hỏi mommy nó ở đâu rồi. Hỏi mommy nó ở đâu rồi chứ. Thôi, quay lại. Đó, rồi. Rồi, anh Thọ. Anh Thọ dính cá gì đây? Anh Thọ chắc cá red snapper rồi, big red snapper. Đang cầu nguyện đây. Đang cầu nguyện đọc kinh, đọc 30 kinh, đọc 50 kinh. Cầu nguyện được chính cho con cá bự vậy. Dính luôn rồi cậu bá. Cậu bá quay hình cháu. Ồ, hụt rồi. Mỗi lần quay phim rồi. Rồi. Mới để nguyên cầm được rồi. Quay phim, mỗi lần quay phim là coi như là dính cá, mất cá. Thôi được phim rồi, được phim. Rồi. Không cần nó. Còn dính không còn không? Ồ. Ồ dạ, cậu bá quay cho nó quay phim đấy. Double hook up. Rồi, come on anh Thọ. Yeah. Come on. I'll try my best here. Come on anh Thọ. Rồi, thấy trắng rồi, thấy trắng đỏ rồi. Rồi, lại nữa rồi. Trắng đỏ nó good đó. Tụi nó chạy sao giống cá mập rồi. Mẹ chắc cá mập rồi. Mập rồi. Chắc mập rồi. Mập rồi. Hiểu đó là mập rồi. Lên luôn đi anh Thọ. Ừ, lên chắc. Đất rồi. Đất rồi. Có. Vậy cơ mập á. Cơ mập á. Nó đây, nó đây. Nên ô, ô, to quá. To quá anh Thọ ơi. Big fish. Oh yeah. Nãy giờ cứ chọc quê anh Thọ không, anh Thọ cứ nói anh Thọ không biết câu. Ai nói anh Thọ không biết câu đâu. Chừng đâu quá, có chừng đâu cái lỗi đó. Rồi, vô kéo lên. Ô, quá to quá. Yes. Sushi. Rồi. Good sushi. Rồi giờ tôi ngủ quá. Ồ, cá to quá. Trời. Big fish. Mập quá, nghĩ mập quá. Mập quá, chạy kiểu đó, mập quá, chạy. Trước á. Anh đi về trước đấy thôi. Đứng lên đi về trước đấy thôi. Được rồi. Nói anh Thọ không biết câu đâu. Kinh thương. Này mập. Này mập rồi. Mập thì chắc cắt giấy đi rồi. Làm con kia không? Con kia. Vậy thôi cắt giấy cho đi rồi. Có mập rồi. Kệ giữ chặt luôn các bạn. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình câu rồi, giờ mình chạy vào tới bờ rồi. Chạy vào tới bờ rồi, giờ mình lên bờ kéo tàu lên rồi, bắt đầu chắc mình về rửa tàu rồi đi về đi. Kết quả hôm nay cũng được có mấy con à, có 7 con gì đó, mấy con to không à. Cá bự luôn. Về red snapper, mấy con to đó. Big red snapper. Này không có câu được con cá thu nào hết. Câu được red snapper không. Ok các bạn ơi, hôm nay July 4 rồi, coi đi rút pháo đây, coi rút pháo đây.
báo quá trời các bạn ơi. Nay July 4 là đốt, đang đốt.
Ok, mình đang chuẩn bị bỏ tàu xuống đây. Hôm nay mình chuẩn bị đi câu các bạn ơi. Hôm nay bữa trước, hai ba bữa trước rồi mình cũng đi mà câu được có 7 8 con gì á, 6 7 con gì á, Garrett Snapper mà không có cá king. Bố hộ mình đi với Captain Captain Bá, hôm nay mình đi với Captain Thành. Hy vọng là maybe we have better luck going fishing. Ê, bây giờ mình đang thả tàu xuống đây. Tàu cũng đi chắc chút xíu nữa mình thả tàu mình đi câu cá mồi. Nếu mình muốn câu cá bự phải có cá mồi sống thì mới câu được cá to được. Bây giờ mình đang get ready đây. Rồi, hôm nay đi có Master N, hôm nay có anh Tiến này, anh Tiến ở New Orleans, mới qua đây. Mới qua. Mới qua rồi hôm nay dắt cho ông đi câu. Hôm nay đi là Captain Thành này, cấp Thành này có Master đó, Master N này. Rồi ông là Master. Hello. Là hồi xưa ông có cái tàu đánh tôm á, ông tên là Master, thành ra giờ đặt tên chết là gọi Master luôn. Giờ mình chờ thêm mấy thấy thêm hai ba người nữa, Phương với này kia nữa. Đấy, Phương ra giờ đang chuẩn bị xuống. Hả? Không câu. Nó bám câu để trước cá nhiều. Rồi hôm nay có ông hôm nay có ông chủ hãng gà cũng đi này. Đây ông chủ hãng gà này, quay mặt này coi đẹp trai không. Ông chủ hãng gà chủ hãng gà này mà gà không chịu coi mà ông cứ đi câu mà chắc cũng có bữa đây, mà, đó, bác. Chắc cũng có bữa bà xã phải đuổi đi khỏi nhà thôi. Mà đi câu mà gà ông nó cứ đi đây đi coi gà mà cứ mà đi câu kiểu này à. Rồi, mới đầu chạy tới đoạn rồi, mới chạy tới đoạn các bạn ơi. Bây giờ mình đang chuẩn bị rig up and câu coi có cá thu không. Có cá thu, chút nữa mình mới câu cá hồng. Bây giờ mình đang tâm lại, đang từ từ chậm lại để mình trolling. Bây giờ mình đang get ready. Get ready for fish. Yeah. Big gold shark. Oh, big gold black tip. Oh, black tip to quá. Man. Con đáy đuôi để cho nó chết. Bây giờ cắt lấy cục chì thôi, còn lưỡi vẫn đi thôi. Nó bảo có dây thì không nuôi. Là nuôi gì nhiều việc không? Đó rồi, giữ ngay đi câu. Ông bác tiếp to lắm. Ủa, bác tiếp lớn quá trời. Ôi, phải em tháp trên đây rồi. Dây chốt rồi, thấy là tháp dây chốt rồi, lấy chứ. Đậu nên chơi rồi, đậu chọn rồi. Cách lấy chì thôi, mới ấy thì thôi. Cái kia nữa. Cái cá kia dài. Ồ, black tip lớn này. Biết cửa black tip. Ủa, nó ra cái tổ. Là lưỡi giật. Thế ông chị ấy trời. Ủa, nó to quá trời. Cái nước nó đâu? Rồi, quay mặt lên. Quay mạnh lên với chú. Ôi, đứng lên quay. Đứng lên quay. Đứng lên quay. No. Right here. That's how you do it, okay? Mấy xài cái máy... máy này khó quay đó mà. Máy Ờ, máy Nga khó quay đó. Ủa, này chắc cũng mập nữa rồi. Không, bỏ đi thôi. Ủa cá này Mỹ gọi là gì, Wahoo hả? Cái đó ăn siêu không? Cua đá. Thích mà nấu cháo ngon á. Ủa cá là gì, cái răng đó này. Ủa ghê quá. Mới câu được cái này. Cá này mới là cái tiếng Việt là gọi cá gì? Cua đá. Cua đá Mỹ. Ủa răng nó ghê quá. Big fish. Rồi mới câu được con này. Cá biết cá gì, cá dòng hay cá gì? Biết gọi là cá gì? Nó nuốt luôn rồi.
Ok, everything come out ok? Nào. Ok, cái gì Phương mới hút hút quá. Tôi hút quá cái gì. Chạy của Eddie câu nổi à? Đâu có chìm vô tay sai rồi. Chờ bỏ chì mấy ao? Trời ơi, ít nhất nói 8 cho tới 10 ao. Anh nhớ cái dính luôn rồi hả? Đây đây, để đi rớt xuống cái đó. Đi chơi. Rớt rùm quá. Sâu hàng à? Đây đây, rớt cầm cho này. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này nó đi nó cổ dài dài rồi, phải em bị giác rồi. Ai chê à? Em bị giác rồi. Đi chơi cái mà giác thiệt. Ai chê? Ai chê? Oh, ai chê? Biết ai chê? Ai chê? Mới cầu còn em bị giác ai chê? Oh, chút xíu nó xúc rồi. Đồ áo có lấy đâu không xúc? Không biết được cái phải. Thứ này nó có mấy loại chứ, một loại á. Này cây này nó cho lấy ra. Em bây giờ. Ok rồi, thả. Rồi. Khô quá. Ủa, mấy chỗ chúng ta quá. Không phải chạy ngược lại hả? Đây, đây, còn dính cá đây. Rồi, đó, chắc còn nhau. Mùi cá. Mùi sống, hai ông, hai con này. Cô hay rồi, dân ơi. Hôm nay lên có lên câu cá dữ quá. Cầm lên đây quay phim cái coi cho đẹp trai ơi, đưa cho lấy cầm này. Nè. Chụp đèn. Nè, cầm đi nó quay cho này. Quay trường đó nha. Dạ, quay trường này, rồi. Đứng sát ở đây coi. Rồi, cười đi coi. Rồi hôn nó cái coi. Hôn nó giúp cho cái miệng cái hỏi chắc dở. Đi mang việc trước kìa. Cái gì đây mà hai con kéo đồ vậy, sao mày đỏ lại chạy đỏ chạy vậy đấy, đỏ chạy vậy đấy, 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 đứng chừng à. Mỗi người hai con. Rẻ mình đủ số rồi. Bây giờ câu dùm. Ờ mất đó rồi. Hôm nay anh Tiến ở Luciana qua đây mà mấy con cá hồng nó đãi. Cảm ơn anh đi. Đâu muốn câu ai mà. Chạy mà kéo nãy giờ hôm nay là chắc kiểu rồi, kiểu rồi em mà giác rồi. Chắc vậy quá. Em mà giác rồi. AJ rồi. AJ rồi. Mới lần mình cứ tưởng là em mà giác ai nó chạy ra. Ờ. Chạy ra. Ủa cái đỏ mà nó chạy kì. Ờ thì nó chạy giống như cái thu. Giống như cái con đỏ. Đỏ hả? Thiệt rồi. Rõ. Đỏ, gắn toàn rồi, đỏ rồi. Rồi, đỏ, có lý rồi. Rồi, công nhận ông chủ hắn gà câu giỏi thật đấy. Chủ, đây quay cái này lên cái đây, quay Andy chỗ, quay lên cái. Mấy chỗ kia. Cứ kìa quay lên đây. Ok, you're ready. Yeah, hold up. Kéo lên con. Đứng dậy nó cơ. Đứng dậy quay. Come on, boy. Đó. Ồ, kéo cái rack ra luôn nè. Quay mạnh nè, quay mạnh nè. Hát lưỡi à? Hát lưỡi à? Hát lưỡi hả? Lên tới mà cầm cái ghê mà kéo lên kìa, cái cầm cái dây đó kéo lên cho nó nhẹ. Đó. AJ à? AJ à? Rồi quay đi mít chỗ. Quay đi mít chỗ. Quay mạnh nó. Quay đi. Thấy nó chưa? AJ à? AJ nữa rồi. Em mới giác nữa rồi. Em mới giác, another em mới giác. Ủa con này to nha. Em mới giác này to. Nè.
lên cho nó chụp hình đi rồi. Em mà giác con này to hả? Con em chị, con này to quá men ơi. Con này chắc phải mười mấy hai chục phao. Big em mà giác. Big AJ. AJ to quá. We have to release the AJ. It's not in a season. So we have to release it. Lấy cái ấy cái đằng sau đó, nó ấy cho nó dễ. Cái đồ mà gỡ cá đó. Gỡ cho nó dễ. Rồi trước khi thả nó đi hôn nó một cái rồi thả nó đi. Bỏ quẩn quá rồi. Đi ấy vậy ta. Đi ăn cạn vậy ta, ăn dưới sâu vậy ta. Nếu mà nó chạy xuống thì ok, nó mới chạy ra các người em bù giác rồi. Nãy giờ hai con em bù giác rồi. Em bù giác là cái mùa mà không có cho câu thì lại câu có, mà mùa của cá có thì lại câu không được nó. Em bù giác mà hai người kéo với một người kéo mà thở nó khói đó. Một con một người kéo mà khùng luôn đó. Kéo rác rồi. AJ nữa rồi. Chạy kiểu này cầm giúp. Ok xong. Ok. Em mới giác cái gì ở chạy dưới. Vừa nãy con cá rết của quẻ em nó chạy như vậy á. Mất rồi. Mất rồi. Chạy tăng người mất rồi. Dính cá rồi. Master dính cá rồi. Biết cá gì đây? Mập. Mập mập không? Mập là đít rồi. Cá gì á, nó chạy ra này chứ. Nó chạy ra. Nó bớp. Ra. Cái dài lắm mà gần hết. Chạy tốt rồi kia. Giảm flag tip lắm mà. Tula. Cá tula. Giữ để cho câu được. Mấy cá gì. Tiến cũng dính luôn à? Không, cái đủ quá trời cái đó mà cái nào mà dám ăn nổi cái đó, cái đó câu ấy là ngon đó, câu cái thu là ngon đó. Cái đó con đó phải có 15 pha mới dám hối ăn cái mồi cái đó chứ mà. Con cá hồng lớn mà. Master quay cá từ nãy giờ, quay nãy giờ cả 15-20 phút rồi mà chưa lên, mà không biết cá gì. Cá này to lắm, con này mà bắt được nó là chắc cũng phải cả 70-80 phao, 100 phao. Con này to lắm, cần nó cong luôn nè. Master nãy giờ cũng mệt rồi. Master còn mệt rồi á. Tại hôm nay cần mới mấy mới ra thử coi nó cỡ nào. Ra thấy gì cái cái chị đó bao nhiêu phao á? 80 phao à? 120. 120 à? Lâu lắm rồi, bây giờ mới sáng. Xuống mua bao nhiêu mà lâu lắm rồi, 2 năm lấy gửi chứ hành vậy? Em mở hết quá, cho này to, kéo nãy giờ cả 10-20 phút có 2-3. Đi 2 vòng rồi, hết chồng 3 vòng. 3 vòng rồi, 2 vòng rồi. Này để nó nằm cho nó thành cái neo để cho mình câu cá luôn. Câu không việc cái gì. Em mới hết rồi. Con này cũng có 5-6 feet đó, to lắm. Nó lên nó thấy tàu nó sợ nó chạy. Thấy nó rồi kìa, bơi con này có 6 feet có đó. Thấy rồi, thấy nó rồi, thấy bơi dưới lòng tàu á. Em mới hết. Em bật nữa ra rồi. Big go em mới hết. Em mới hết to rồi. Em mới hết. Nó còn này dài nó 7-8 feet luôn đó. Cầm ngay cái hòn chì á. Rồi, xong. Chưa cắt hết luôn. Phải cắt hết. Hôm nay thất bại rồi. Hôm nay câu nãy giờ mà chạy 2-3 cái rạn mà không có cá. Hôm nay câu cái cá mới được mấy cái này, một con barracuda, cái này một con cá thu, mấy cái cá lắm.
Đây này, đây hôm nay là câu được có nhiêu đây này. Có cá đỏ rồi. Cá thu này, con barracuda. Con barracuda. Đây. Con barracuda này. Cái này là cá đỏ này. Chắc mình câu chút nữa rồi, chắc chạy vào thôi. Nhưng nãy giờ câu cũng nhiều rồi, cũng chạy cũng nhiều chỗ lắm rồi. Chắc chuẩn bị chạy vào đây. Rồi, hôm nay mình chạy vào đây. Hôm nay câu cá nhiều quá trời, bây giờ phải vào sớm đây. Cá quá trời cá luôn. Đây, Captain Thạnh này, chủ hãng gà rồi. Master hôm nay toàn là thứ dữ đi câu không mà câu cá quá trời luôn, đầy hầm rồi, giờ chạy về. Giờ đây chạy vào đây. Lại qua đốt tháo quá là cá tạo chạy. Okay, it's day 3 everybody. We're going fishing. Okay, hôm nay mình đi câu ở bờ đời, mình chuẩn bị đi câu. Giờ chuẩn bị đi câu đây. Hôm nay đi câu có Mr. Lâm, chú Lâm nè, anh Huy nè. My daddy, my big daddy. And Captain Bá. And anh Nghĩa nè, anh này, hôm nay ông không có ở nhà bắt sò, hôm nay ông đi câu cá. Ông ở nhà ông ăn sò nhiều quá rồi, giờ ông không giờ ăn cá rồi, ông ăn sò rồi mất sức quá. Đi câu cá về ăn cho đỡ, cho lấy sức lại. Anh phải ăn đổi món chứ, anh có món đó, anh tới anh lui. Ủa gì mà nhà sống chưa gì sống mà bầm. Quay đi, quay mạnh đi, quay mạnh đi. Cái cá gì đây? Hy vọng cá thu, đừng có cá mập. tin buồn. Cá mập là tin buồn. Cá thu thì còn tinh thần. Thì giờ cũng phải cho lên cho ngó mặt rồi ngắm mũi coi nó ra sao ấy chứ. Giờ nãy ba mình câu quay tăng lại mệt rồi, giờ tới anh Huy câu không biết cá gì đây. Chắc chạy giống cá mập đó mà, không biết là cá mập không. Hy vọng là cá thu. Giống cá thu. Giống như cá mập rồi. Where's the pepper? Cái gì vậy? Tuna, yellowfin tuna đó. Thấy trắng trắng mà không biết là. Yellowfin tuna đó. Yellowfin. Chẳng nữa mà. Biết là cá thu lên được chút nữa rồi. Giống cá thu phải không? Thấy trắng nè. Silver, thấy hồ silver không? Silver. Hồi này có hy vọng nó trái trắng mà. Silver. Thấy trắng mà, trắng có tương lai đó. Chứ màu màu silver nó có dark silver. Thì cá thu sao mà? Silver. Thua của bà ấy. Cá thu rồi, cá thu á, thua. Có tương lai đó. Gắn vào cục chì có ao á, nó chìm xuống. Tại nó bay mặt nước kìa. Silver, silver. Con này cũng được chục bao á. Không chịu lên nữa. Silver. Thấy là silver mà. Dưỡng mình hồng hay sao?
cái bình thùng sao đó 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 đó, rồi đảo thêm vòng nữa mày chết. Rồi vô đi, cần gì đảo một vòng là mày chết rồi, chứ cần đi mỏ luôn. Rồi rồi rồi, đây được một em rồi đây. Ok, thank you anh Huy. Lớn, chú lớn. Ủa, nó không mập. Nó không bự mà. Chú bự. Nó không mập chứ đâu, thấy rõ ràng cá mập mà cái thu. Ủa, cá mập này, con này mười mấy hai chục mao á. Con này, cái này không phải chứ, cá mập mà cá sô này sô đạm. Ủa, sông sâu lắm. Nó dưới sâu lắm. Đồ con này to. Có thấy nó đâu không? Sâu chứ. Mà cá bự cỡ bằng tay vậy móc cái chúng này rồi. Con ê, con bằng bàn tay đủ móc cái chín này nè, không chạy đâu. Một lưỡi một cái mà cá con này to lắm em. Ủa con này như nó đâu á? Một cái gì? Xin một chút trước rồi một cái mà. Ủa con này đâu có đủ size, chắc phải thả đi chứ. Bỏ đi. Ờ hồi nãy nó hỏi má mì ở đâu nữa mà. Đó má mì nói nè. Còn daddy nó nữa, với lại cái whole gang của nó, cái whole family của nó nữa. Rồi, con đi. Nghe con ăn. Dolphin. Big dolphin. Ê, con chừng bay mất rồi, tắp mất rồi. Big dolphin. Ủa, đồ phần to. Ủa, con này nhìn giống như cá mập á. Khô nè. Con nhìn thủ với nó ăn. Đó, ghê.